Khương Nhật Minh mến chào cô chú và anh chị. Hôm nay là ngày 1 tháng 4 năm 2024. Hiện tại bây giờ sau khoảng gần 2 tháng thì em đang quay trở lại chùa Quan Âm ở tại xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, nơi mà đang nuôi dưỡng thêm nhớ là hình như là 30 mấy bé một đôi đó. Thì trong ngày hôm nay em lại tiếp tục thay mặt tấm lòng của những nhà hảo tâm ở tại Mỹ và Úc là các cô chú ấy có gửi về những cái phần tịnh tài, mong muốn là nhờ thầy nuôi dưỡng các bé được tốt hơn sau khi các bé đã không may mắn trong cái cõi đời này, khi mà sinh ra lại thiếu thốn tình thương của cha mẹ. Thì bây giờ em mời cô chú anh chị cùng vào bên trong máy ấm chùa Quan Âm để tiến hành trao tấm lòng của cô Trịnh An gửi về cho các bé là 100 đô và cô chú nhà hảo tâm ở miền Nam nước Úc, quê ở Long An, cũng gửi về cho các bé là 6 triệu. Bây giờ em mời cô chú anh chị cùng vào bên trong máy ấm chùa Quan Âm nha. Thì có thể nói á, cái đợt hôm bữa em ghé là bữa mùng 1 Tết, bây giờ chuẩn bị là ngày 20 mấy tháng 2 rồi, chuẩn bị bước qua mùng 1 tháng 3 rồi. Thì cái không khí ở chùa thì như cô chú anh chị biết là chỉ đông vào cái dịp tháng giêng cũng như là những ngày rằm thôi. Thì thời điểm bây giờ có thể nói là ở tại chùa là rất là vắng vẻ luôn. Thêm nữa thì cô chú anh chị có thể thấy là sau khi mà tháng giêng mà đã trôi qua rồi á, thì những cái tháng sau á, gần như ở chùa cũng như máy ấm cũng như dưỡng lão đều rất là khó khăn trong vấn đề mà nuôi dưỡng người già cũng như là các bé mồ côi. Tìm kiếm được nhà hảo tâm đi đến cũng là rất là khó luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem, gần như là không thấy Phật tử quét lá luôn thì phải, hoặc là quét vào buổi sáng. Đúng là một cái sự khác biệt rất là lớn luôn. Nhưng mà trong cái dịp mùng 1 Tết mà bây giờ là tới những ngày cuối của tháng 2 rồi. Giờ có thể nói là những cái đoàn du khách thì chỉ xuất hiện vào những chỉ ghé thăm các bé vào những ngày cuối tuần, khi mà công việc của họ được nghỉ trong khoảng thời gian cuối tuần. Còn ngoài ra thì cô chú anh chị thấy rất là vắng luôn. Dạ, chào thầy. Nay có thầy Bình ở nhà không thầy? Sư phụ đang đi họp. Anh đi họp rồi ha. Mời anh dùng nước. Dạ, cảm ơn thầy. Thấy anh từ nãy mà thầy thấy anh đang làm chuyện. Dạ đúng rồi, tại vì thường con tới là con hay ngồi tính toán á. Dạ. Dạ. Hình như có vẻ là sau khi mà tháng giêng xong rồi, hình như là cái số lượng người ghé thăm máy ấm hình như hết đúng không thầy? Dạ, thưa anh. Dạ. Vâng. Dường như bữa giờ không có ai. Mấy ngày không có ai luôn. Không có ai, chờ buổi chủ nhật hôm qua mà không có ai luôn. Ngày hôm qua mà cũng không có ai luôn. Dạ, đó là khá là bất ngờ đó chứ. Dạ. Dạ. Tại dường như chắc là qua tháng giêng rồi cho nên là người ta tất bật đi làm. Dạ. Rồi cái một phần nữa là nhiều khi người ta không có thời gian. Dạ. Rồi đi xa, nhiều người ta đi làm xa, còn những người dần dần đây thì người ta không ai tới. Dạ. Dạ. Coi như là người ta cũng khá là quen thuộc. Dạ. Còn những người ở xa thì đa số xa thì nhiều khi người ta bận, người ta không tới được. Có khi là công việc nhiều, không sắp xếp được thời gian. Dạ. Hoặc là kinh tế gì đó thì mình cũng không biết, nhưng mà nó vắng rất là nhiều. Đa số là người ta dồn vào trong cái ngày tháng giêng. Dạ đúng rồi. Phải nói là kể từ lúc mà tháng giêng thì chùa đón khách rất là đông luôn, vui dữ lắm. Dạ. Mà sau khoảng thời gian quay trở lại bây giờ gần cuối tháng 2 thì cái số lượng khách thì cũng vắng quá, không có ai luôn. Mà vắng như thế này thì vất vả cho thầy trong cái việc mà lo dưỡng, nuôi dưỡng các bé. Dạ. Thầy là pháp danh gì ạ? Là Khánh Hiển. Khánh Hiển. Dạ. Là đệ tử của sư phụ Tánh Bình. Dạ. Mấy lần trước con ghé thì có lúc gặp thầy không ạ? Dạ có, ra chụp hình cho sư phụ lúc mình trao quà đó. Dạ nhớ rồi. Dạ thì thôi, sẵn hôm nay thì gặp thầy thì sẵn đây thì con cũng thay mặt tấm lòng của những nhà hảo tâm ở tại Mỹ và Úc. Dạ, thành ra là cũng các nhà hảo tâm là cũng thấy thương các bé. Thì sinh ra là thiếu thốn tình thương cha mẹ mà được thầy cưu mang. Dạ, nhưng mà nhà hảo tâm cũng mong muốn là với công sức của nhà hảo tâm làm lụng ở xa quê hương cũng chung tay với thầy để lo cho các bé nó đỡ được phần nào hay phần đó. Dạ, thì bữa nay thì đầu tiên thì con thay mặt cô Trịnh An là một nhà hảo tâm ở tại Mỹ có gửi về cho máy ấm của mình một phần tịnh tài là 100 đô. Thì 100 đô lần trước con đổi cũng khá là lâu rồi, nhưng mà lần này có dịp con mới đi, với cái tỷ giá 100 đô là 2.528.000.
Dạ, thì đây là tấm lòng cô Trịnh An gửi đến thầy. Dạ. Để thầy trao lại cho thầy tánh bình. Dạ. Xin cảm niệm tấm lòng của cô Phật tử Trịnh An ở bên nước Mỹ xa xôi, cũng có hướng tâm về quê hương Việt Nam và thực chất là thăm các bé máy ấm ở chùa, gửi về ủng hộ cho thầy sư phụ chủ trì để lo cho các em sữa và ăn học. Thì cảm niệm công đức của cô A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn thầy. Thì tiếp theo là tấm lòng của cô chú nhà hảo tâm ở miền Nam của nước Úc. Dạ. Dạ, thì cô chú ấy thì quê ở tại Long An ngày xưa. Dạ. Nhưng mà cô chú ấy thì cũng xem YouTube của con. Dạ. Thì cô chú ấy cũng phát tâm. Dạ. Là mong muốn là hỗ trợ cho máy ấm của mình. Dạ. Một phần tịnh tài là 6 triệu. Dạ. Để lo cho các bé được đầy đủ hơn. Dạ. Dạ, tấm lòng của cô chú nhà hảo tâm ở miền Nam nước Úc. Dạ. Dạ, Di Đà Phật, thì xin thay mặt thầy chủ trì của máy ấm Quan Âm sư phụ Tánh Bình thì thầy cũng cảm ơn là cô gia đình của Phật tử cô chú nhà hảo tâm tên gì thầy quên rồi, ở miền Nam nước Úc. Ở miền Nam nước Úc. Dạ. Đã gửi về hỗ trợ cho máy ấm Quan Âm, hỗ trợ cho sư phụ chủ trì để lo cho các em sữa và ăn học. Dạ. Thì thay mặt sư phụ chủ trì thì cảm niệm công đức của gia đình mình ở miền Nam nước Úc rất nhiều. A Di Đà Phật nguyện chúc nguyện cho quý vị được vô lượng kiết tường, thân tâm thường an lạc, có đầy đủ sức khỏe bình an. A Di Đà Phật. Dạ, cảm ơn thầy. Thì chắc có lẽ là ngày hôm nay là ngày thứ hai. Dạ. Chắc các bé lớn thì cũng đi học đúng không thầy? Thì ngày thứ hai thường là 6 bé lớp 1 là đi học tiểu học, còn toàn lại là 20 mấy bé mầm non là đi học hết. Yeah. Chỉ còn có 7 bé sơ sinh là ở nhà thôi. Yeah. Hiện tại ở dưới. Còn buổi trưa này thì 6 em lớp 1 đi về ăn trưa, 1:30 là đi học lại. Rồi yeah. Sau 4:30 là có mặt tại chùa đầy đủ hết. Quý thầy sẽ đi rước về. Dạ. Yeah. Yeah. Thì bây giờ con cũng xin phép để thăm các bé sơ sinh. Dạ được, bây giờ thầy dẫn anh đi. Dạ rồi. Bữa nay mới có duyên nói chuyện với thầy. Những lần trước thì... Trước thì có sư phụ thì thầy đâu có biết được. Dạ đúng rồi. Số lượng các bé bây giờ có khác biệt gì không thầy? Hiện tại thì vẫn là 30 đó anh. Đây. Dạ là 30. Hiện tại mấy ông Quan Âm thì bây giờ là 30. Dạ. Còn cơ sở 2 thì ở thành phố Vĩnh Long thì 12 bé, tổng hai nơi là 42 bé. À dạ. Có ghi đầy đủ. Vậy là bây giờ phường 8 là lên 12 bé rồi. Ở đây phường 8 thành phố Vĩnh Long thì 12 bé. Dạ. Tại mấy ông Quan Âm mình thì là 30 bé. Dạ. Dạ rồi. Dạ. Mới ghé chùa đây gần 2 tháng rồi, nhanh quá. Dạ. Ghé bữa mùng 1 Tết. Lúc Tết là đông lắm anh. Dạ đúng rồi. Mới vừa qua cái vía Quan Âm cũng đông lắm. À dạ. Chưa dọn hết nè. Dạ, à ngày vía Quan Âm 19 tháng 2 đấy. Dạ, đúng lắm. Dạ. Lúc đó hình như là con thấy thầy cũng có mời nghệ sĩ cải lương về thì phải. Dạ, có mấy ca sĩ này về hát ủng hộ chùa đó. À. Hát từ thiện. Dạ, hát từ thiện ha. Nắng quá nắng. Dạ, này tội nghiệp cho cô chú đi bán ngoài đường. Dạ bởi vậy, nhất là những người bán vé số, bán hàng rong đó. Nắng kinh hồn luôn. Đây là mấy bé sơ sinh. Dạ. Dạ chào chị. Hơi làm phiền tí ha. Dạ, đang ngủ trưa. Dạ. Được cái mấy bé ngủ trong phòng này máy lạnh nè, nghe đỡ lắm. Thời tiết này ở ngoài là chắc mấy em nó bị nổi sảy hết. Dạ, bởi vậy nắng quá. Dạ. Uống đi con.
Tụi mới bé lớp 1 nó về nó ngủ ở đây nè. Dạ. Ngủ đi mấy con. Quen ngủ đi con. Dạ, chào chị. Sao không ngủ đi? Ủa sao không ngủ? Sao không ngủ thì chắc lá đi học. Ngủ đi mấy con. Không. Chú con gì? Rồi thôi chú về nha. Tạm biệt các con. Dạ chào chị Bảo Mẫu nha. Dạ còn mấy bé lớp 1 thì được về nghỉ trưa. Dạ còn mấy bé mầm non thì mình ở lại tới chiều. Dạ được hai cái phòng này đỡ quá. Dạ không có thằng phòng này là nóng chết chết. Nóng khủng khiếp thì chứ. Dạ. Mày chắc người ta ghé thăm các bé thầy ha. Dạ, vậy là coi như là em đã trao xong tấm lòng của cô Trịnh An cũng như là cô chú nhà hảo tâm ở tại Úc, cô Trịnh An thì tại Mỹ, để hỗ trợ cho các bé tại máy ấm Quan Âm cũng như là máy ấm Vĩnh Khánh trong ngày hôm nay. Thì chân thành cảm ơn cô An, cô chú nhà hảo tâm ở tại Úc rất là nhiều. Thì chúc cô chú nhà hảo tâm cũng như cô chú anh chị xem video sẽ luôn có nhiều cái sự may mắn, nhất là phải tràn đầy sức khỏe để tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn cũng như các bé mà thiếu thốn tình thương cha mẹ trong khoảng thời gian tiếp theo. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video gần nhất. Chúc thầy sức khỏe và đón thêm được nhiều nhà hảo tâm trong khoảng thời gian sắp tới ạ. Cảm niệm công đức của tất cả quý vị Phật tử mà thân vui từ xa đã gửi về hỗ trợ cho máy ấm Quan Âm. Yeah. Thì thầy xin thay mặt xin cảm ơn tất cả quý vị, chúc quý vị vô lượng cát tường, thân tâm an lạc, đầy đủ sức khỏe. A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy. Chào tạm biệt cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào video tiếp theo. Chào tạm biệt thầy. A Di Đà Phật. Dạ. Yeah.